Hôm nay bác sĩ sẽ chỉ cho mọi người cách đọc hiểu một cái đơn kính để biết xem là mình đang bị tật khúc xạ gì, cận thị, viễn thị hay loạn thị và bao nhiêu độ. Về cơ bản thì một đơn kính bao gồm các thông tin như các bạn đang thấy trong video clip, thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phân tích một đơn kính thông thường. Cái cơ bản và quan trọng nhất đó chính là thị lực. Thị lực thì sẽ bao gồm thị lực không kính và thị lực có kính. Thị lực không kính tức là bệnh nhân sẽ không phải đeo kính để mà đo thị lực, và thị lực có kính thì tất nhiên là bệnh nhân phải đeo kính để đo thị lực, gọi là thị lực có kính. Và trong bệnh nhân này thì chúng ta xác định là thị lực có kính tức là bệnh nhân đã đeo kính và đo thị lực, ghi nhận được là mắt phải thị lực được 10 phần 10 nhưng mắt trái thị lực có 5 phần 10. Và tiếp theo là thông tin về kính đang dùng, tức là cái kính mà bệnh nhân dùng để đo thị lực ở trên sẽ có những cái thông số như sau. Đầu tiên là với mắt phải thì các bạn thấy chúng ta sẽ đi vào phân tích cái thông số này, tức là ở mắt phải. Thì để cho dễ hiểu và nó cũng rất đơn giản, các bạn cứ nắm cái nguyên tắc là đầu tiên lúc nào cũng là độ cận hoặc độ viễn, thì độ cận sẽ được ký hiệu bởi dấu trừ phía trước và độ viễn sẽ được ký hiệu bởi dấu cộng. Còn nếu như trong đơn kính ghi là plano tức là không có độ cận hoặc độ viễn, ở đây trong trường hợp mắt phải là plano thì tức là không có độ cận hoặc độ viễn, và sau dấu sẹt sẽ tới độ loạn. Thì chúng ta có thể hiểu là ở mắt phải plano tức là không có độ cận hoặc độ viễn và có độ loạn là 0.5, và trục của độ loạn là 170 độ. Thì độ loạn sẽ luôn luôn có trục đi theo, và cái trục sẽ là một con số từ 0 cho đến 180 độ. Rồi tới mắt trái thì mắt trái đầu tiên như hồi nãy bác sĩ đã nói là độ cận hoặc độ viễn, thì mắt trái trừ tức là độ cận trừ 1.25, tức là mắt trái của kính, chú ý là kính của bệnh nhân nha, kính chứ không phải là tình trạng mắt hiện tại của bệnh nhân, mà đây là thông số của chiếc kính bệnh nhân đang sử dụng để đến khám mắt và được đo với cái thị lực như trên. Thì kính bên mắt trái của bệnh nhân sẽ có thông số là độ cận trừ 1.25, sẹt thì sau dấu sẹt sẽ đến độ loạn, loạn trừ 0.10 và với trục là 5 độ. Rồi chúng ta sẽ sang thông số tiếp theo. Thì loại tật khúc xạ. Thứ nhất mắt phải, chúng ta sẽ ôn lại mắt phải. Hiện tại với cái kính đang đeo thì mắt phải sẽ là không có viễn hoặc là cận thị nhưng có loạn thị, và loạn thị với trục là 170 độ. Thì người bình thường chúng ta chỉ cần hiểu như thế này là biết là mắt phải chúng ta bị loạn thị nửa độ và trục là 170. Và mắt trái thì chúng ta vừa có cận thị tức là dấu trừ độ đằng trước là cận thị, và vừa có loạn thị là 0.50, tức là cận 1.25 và loạn 0.50 hay còn gọi là nửa độ. Rồi tới cái vấn đề chuyên môn hơn, đó là soi bóng đồng tử trước liệt điều tiết và sau liệt điều tiết. LDT là data, có nghĩa là liệt điều tiết ha các bạn ha. Liệt điều tiết tức là khi các bạn đến khám thì nếu mà các kỹ thuật viên hoặc bác sĩ thăm khám cảm thấy cần phải nhỏ thuốc để liệt điều tiết thì sẽ yêu cầu các bạn nhỏ thuốc một loại thuốc để cho chúng ta không mắt chúng ta không còn điều tiết và sẽ ra được cái độ chính xác. Rồi thì khi soi bóng đồng tử tức là các kỹ thuật viên sẽ dùng đèn để soi để kiểm tra cái độ hiện tại của mắt các bạn là bao nhiêu. Thì ở đây chúng ta sẽ phân tích tiếp đó về những cái thông số độ này. Dấu cộng là gì ạ? À? Dấu cộng hồi nãy bác sĩ đã nói là độ viễn thị, đằng trước dấu sẹt là độ viễn và độ cận thị. Còn phía sau dấu sẹt là độ loạn thị. Thì cho dù dấu cộng hay dấu trừ thì nó cũng là độ loạn thị tại vì nó nằm phía sau dấu sẹt ha. Còn phía trước thì mới phân biệt là cận thị hoặc là viễn thị. Thì dấu cộng là viễn thị. Ở mắt phải chúng ta có cộng 0.50 tức là viễn 0.50, sẹt rồi đến độ loạn là trừ 0.50, trục là 170. Thì tại thời điểm đo thì các bạn thấy so với cái kính đang dùng thì cái độ hiện tại của bệnh nhân có một số khác biệt, cũng không đáng kể. Ở trên đây thì không, cái kính bệnh nhân làm là cái bệnh nhân đang đeo là không có độ cận hoặc độ viễn nhưng mắt bệnh nhân thì có một cái độ viễn nhẹ là 0.50, điều này là có thể cho phép. Rồi đến mắt trái thì ở đây có một sự khác biệt, đó là mắt trái kính bệnh nhân đang đeo là độ cận là 1.25, trong khi độ soi bóng đồng tử độ mà các kỹ thuật viên các bạn khúc xạ viên đo được là chỉ có trừ 0.75, và độ loạn thì nó cũng không có khác biệt. Rồi thì độ loạn là trừ 0.50, trục là 5 độ. Rồi thì bệnh nhân ở bệnh nhân này thì không cần phải dùng thuốc liệt điều tiết cho nên là cái độ soi bóng đồng tử sau khi liệt điều tiết sẽ không có. Và cuối cùng sau khi tổng hợp những cái thông tin này lại, các bạn khúc xạ viên, các bạn kỹ thuật viên đo mắt sẽ đưa ra một cái đơn kính sau cùng để dành cho mắt bệnh nhân tại thời điểm hiện tại phù hợp nhất. PD tức là khoảng cách đồng tử, cái khoảng cách đồng tử này được dùng để xác định tâm kính và mắt phải. Thì chúng ta sẽ tổng kết lại ôn lại một lần nữa để đọc cái đơn kính này, mắt phải plano tức là không có độ cận và độ viễn. Trừ 0.50 sau dấu sẹt tức là loạn thị trừ 0.50 độ và với cái trục là 170. Rồi thì với cái độ kính như vậy khi mà đeo lên thì mắt bệnh nhân sẽ nhìn được 10 phần 10. À, cái này cái mở ngoặc trong ngoặc này là cái thị lực khi mà bệnh nhân đeo cái tròng kính này vào sẽ đạt được thị lực 10 phần 10. Rồi tương tự mắt trái thì mắt trái sẽ là trừ 1.25, tức là độ cận của kính bên mắt trái sẽ là trừ 1.25, sẹt sau dấu sẹt là tới độ loạn thị, loạn trừ 0.50 với trục là 5 độ. Nhưng ở đây mắt trái bệnh nhân có một cái vấn đề là thị lực tối đa khi mà với cái kính đã chỉnh tối ưu nhất như vậy chỉ đạt được 5 phần 10 thôi. Và đây là một trường hợp gọi là nhược thị vì đã chỉnh kính đến tối đa.
tức là đã qua một quá trình đo đạc và điều chỉnh đến hết cỡ rồi thì thị lực tối đa của bệnh nhân chỉ lên được 5 phần 10. Vì vậy đây là một trường hợp bị nhược thị. Thì trên đây chỉ là một đơn kính thông thường và thường gặp. Ngoài ra, ở một số bệnh nhân lớn tuổi có thể có thêm độ lão. Thông tin về độ lão sẽ được ghi chú thêm vào trong đơn kính, hoặc bác sĩ có thể căn cứ vào tình trạng hiện tại của mắt bệnh nhân để xác định đây là độ lão. Thì qua video clip này, bác sĩ hy vọng là mọi người đã có thể đọc hiểu được một đơn kính thông thường của bản thân và biết được là bản thân mình đang bị tật khúc xạ gì, là cận thị, viễn thị, loạn thị hay là lão thị và bao nhiêu độ, để từ đó chúng ta có thể chăm sóc bản thân mình tốt hơn, đặc biệt là đôi mắt của chúng ta.